Xin chào quý vị và các bạn. Nhờ những cơn mưa dông rải nhiệt mà hôm nay nắng nóng tạm thời bị đẩy lùi tại các tỉnh thành miền Bắc. Dự báo trong đêm nay và rạng sáng mai, mưa sẽ tiếp tục xuất hiện ở mức độ rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong ngày mai, mưa chủ yếu xảy ra về chiều muộn, ban ngày có nắng với nhiệt độ trưa chiều từ 32 cho tới 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ có thể cao hơn. Sau đó sang hai ngày cuối tuần, các hình thế gây mưa suy yếu chỉ còn rải rác vài nơi. Do mưa giảm, nhiệt độ tiếp tục tăng tại khu vực Trung Du, Đồng Bằng với mức nhiệt từ 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Số điểm nắng nóng gia tăng trở lại có thể đạt diện rộng từ ngày 26 tháng 6 trở đi. Với các tỉnh Trung Bộ hầu như không chịu bất kỳ tác động nào của hình thế gây mưa tại Bắc Bộ, nên nắng nóng tại đây tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Tuy nhiên trong 1 đến 2 ngày tới, cường độ nắng nóng sẽ bớt gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất ngày từ 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Chỉ riêng khu vực Nam Trung Bộ do nhiễu động gió đông từ biển đẩy vào, khả năng trong đêm nay và ngày mai sẽ xuất hiện nhiều hơn những cơn mưa. Mưa rào rải rác khiến cho mức nhiệt độ tại đây dịu bớt. Sau đó từ ngày 26 tháng 6 trở đi, mức nhiệt trên toàn khu vực lại gia tăng trở lại. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, dưới tác động của gió Tây Nam tầng thấp kết hợp với nhiễu động gió đông ở trên cao, khiến cho mưa rào và dông sẽ tiếp diễn về chiều tối trong 1 đến 2 ngày tới. Cục bộ có mưa dông lượng khá nên người dân cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng cực đoan như là sấm sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nền nhiệt tại Tây Nguyên và Nam Bộ có giảm nhẹ, tuy nhiên sang đến ngày 26 tháng 6, vùng mưa sẽ thu hẹp lại, nhiệt độ cũng vì thế sẽ tăng nhẹ trở lại. Trên biển, trên hầu khắp Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều duy trì gió nhẹ khoảng cấp 3 đến cấp 4. Chỉ lưu ý tại khu vực Nam Biển Đông, mưa rào và dông vẫn tiếp diễn về chiều tối. Cần chú ý đề phòng trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.